Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Bộ trưởng Công an Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, hiện có chuyến làm việc tại Trung Quốc. Hoạt động này của người đứng đầu ngành an ninh của chính phủ Hà Nội diễn ra ngay sau chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam vào hôm 10 và 11 tháng 9. Thông tấn xã Việt Nam loan tin, ông Tô Lâm đã chính thức thăm Trung Quốc từ ngày 12 tháng 9 cho đến ngày 16 tháng 9. Có thể thấy rằng, ông Joe Biden vừa rời Hà Nội vào ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau, tướng cao cấp nhất của chính quyền cộng sản đã đi thăm Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Công an Việt Nam ông Tô Lâm đã đến chào ông Thái Kỳ, là chủ nhiệm văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông này nhắc lại mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Bắc Kinh và Hà Nội theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Đoàn Việt Nam do ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu còn tham gia hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 8 giữa Công an hai nước. Báo giới trong nước cho biết, Mục đích hội nghị lần này là nhằm khẳng định tiếp tục khai triển các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, buôn người, đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, chống tội phạm lừa đảo qua mạng, vân vân. Một thiếu tá công an Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang đánh dân đến vỡ tá tràng. Một công an xã tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang được xác định là người đánh ông P ở cùng địa phương đến mức nạn nhân bị vỡ tá tràng, tức là phần nối giữa bao tử và ruột non, đến nỗi người dân này phải được đưa vào bệnh viện. Theo báo giới trong nước đưa tin, ông P, 38 tuổi, cho biết vào buổi tối 20 tháng 8 vừa qua, ông được tin con trai 16 tuổi bị công an xã Bình Ninh mời về đồn với cáo buộc là đập phá tài sản tại nhà người cô ruột. Tại đồn công an, thì trong lúc ông P đang làm thủ tục bảo lãnh cho con trai, Ông T, cấp bậc thiếu tá, bước vào và giữa hai người có lời qua tiếng lại. Sau đó ông P đã bị tên thiếu tá công an này cùng hai người khác lao vào hành hung. Ông P kể lại rằng vào khoảng 9 giờ 20 phút tối ngày 20 tháng 8, khi về đến nhà thì vùng bụng của ông bị đau dữ dội, cho nên ông được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Tại đây, ông được các bác sĩ chẩn đoán bị vỡ tá tràng, tức là chấn thương ở vùng bụng phải mổ. Sau khi xảy ra sự việc, tên thiếu tá cộng sản Việt Nam kia đã tới nhà thăm hỏi, ngỏ ý sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí. Thế nhưng gia đình ông P. từ chối. Chức vụ này, báo chí tại Việt Nam đã liên tiếp đưa tin về các vụ công an đánh dân, thậm chí khiến nhiều nạn nhân trong số đó bị thiệt mạng. Theo một văn bản được chia sẻ qua mạng xã hội hôm 6 tháng 9, ông Bùi Xuân Hiến là cha của nạn nhân Bùi Văn Hải, 28 tuổi đã tố cáo chuyện con trai của ông bị đánh chết trong đồn công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đến nay, nhà chức chết và chính quyền cộng sản không hề công bố kết quả điều tra về cái chết của nạn nhân Bùi Văn Hải. Và kính thưa quý vị, VinFast muốn đầu tư 1.2 tỷ mỹ kim vào Indonesia. Theo Reuters thì VinFast đang có kế hoạch mở rộng thị trường tại Á châu, trong đó có Indonesia. Hãng xe điện này đặt mục tiêu giao hàng từ năm 2024 và có thể xây nhà máy tại đây vào năm 2026. Trong một hồ sơ gửi đến Sở Giao thông Chứng khoán của Mỹ, công ty VinFast đặt mục tiêu đầu tư khoảng 1,2 tỷ Mỹ Kim vào thị trường của Indonesia trong dài hạn. Trong đó, có 200 triệu Mỹ Kim sẽ được dùng để xây dựng nhà máy tại Indonesia với sản lượng khoảng từ 30.000 cho đến 50.000 chiếc xe cho mỗi năm. Indonesia là một trong những nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á, cũng đang nỗ lực thu hút các nhà sản xuất xe điện toàn cầu. Đất nước này có nguồn cung Niken dồi dào, thành phần chính để làm nền pin của xe điện. Nếu như kế hoạch trên được thực hiện, thì nhà máy tại Indonesia sẽ là nhà máy thứ ba của VinFast. Hãng xe này hiện có một nhà máy chính ở Hải Phòng và một nhà máy mới ở Bắc Carolina. Công ty VinFast cũng cho biết họ có kế hoạch mở rộng cơ sở tại Ấn Độ Malaysia, Trung Đông, Phi châu và Âu châu nhằm thành lập các đơn vị phân phối và mở rộng các phòng trưng bày. Mới đây, trong hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh Asian tại Jakarta, CEO của công ty VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy đã chia sẻ rằng hệ sinh thái xe điện ngày càng phát triển ở Đông Nam Á sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của công ty. Bắt giữ một thiếu tá công an Việt Nam trong vụ dùng giấy tờ giả đăng bộ cho xe Lexus. Một thiếu tá công an Cộng sản Việt Nam có tên là Phạm Hải Triều, là công an ở huyện Trà Vinh đã nhận tiền để giúp làm thủ tục ghi danh tới 66 chiếc xe mang giấy tờ giả. Công an của tỉnh Trà Vinh mới đây cho hay, họ đã bắt tạm giam ông Phạm Hải Triều 40 tuổi là thiếu tá công an huyện Trà Cú về tội nhận hối lộ. Trước đó vào ngày 15 tháng 4, ông Đặng Công Bình, 43 tuổi, ở Sài Gòn, đến công an huyện Trà Cú để nộp hồ sơ đăng bộ mới cho chiếc xe hơi đã qua sử dụng với nhãn hiệu là Lexus LX570. Công an của huyện Trà Cú phát hiện giấy tờ của xe ông Đặng Công Bình là giấy tờ giả nên đã giữ chiếc xe này lại, đồng thời khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, vụ án này được chuyển lên công an tỉnh Trà Vinh để giải quyết. Trong khi điều tra thì ông Đặng Công Bình thừa nhận là đã hối lộ cho thiếu tá công an Phạm Hải Triều 150 mỹ kim cho mỗi lần đăng bộ xe bằng giấy tờ giả. Đến thời điểm bị phát hiện thì ông thiếu tá công an Phạm Hải Triều đã giúp cho ông Đặng Công Bình tìm người đứng tên ghi dành cho tới 66 chiếc xe. Ông Đặng Công Bình bị bắt tạm giam vào ngày 10 tháng 6. Đến đầu tháng 9 vừa qua, công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đưa và nhận hối lộ. Đến ngày 14 tháng 9 thì thiếu tá công an Phạm Hải Triều bị bắt tạm giam. Công an của tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra về vụ án này. Và kính thưa quý vị, tại Đà Nẵng thì có gần 7 tấn cá chết nổi trắng kênh và hồ nước. Sự việc cá chết nổi lên kênh Đa Cô, phường Hòa Khánh Nam và hồ điều tiết Hòa Phú, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã xuất hiện từ sau cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 13 tháng 9. Cho đến ngày 14 tháng 9 thì cá chết nhiều hơn, trắng cả mặt hồ và bắt đầu phân hủy. Kênh thoát nước Đa Cô và hồ điều tiết Hòa Phú, còn gọi là hồ liên chiểu, nối liền nhau, thu gom nước thải từ khu vực bãi rác Khánh Sơn, khu dân cư Lê Trọng Tấn, kênh Hòa Mỹ về trạm làm sạch trước khi chảy ra vịnh Đà Nẵng qua kênh Phú Lộc. Tại khu vực cá chết thì nước có màu xanh lục, mùi hôi khó chịu, nhiều nhà dân phải đóng cửa. Người dân cho biết, khu vực này thường xuyên có cá chết sau những trận mưa lớn, nhưng đây là đợt cá chết nhiều nhất trong năm nay. Ông Huỳnh Trung Nhân, là phó giám đốc công ty thoát nước và làm sạch nước thải Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã cử hàng chục nhân viên đến vớt cá đưa đi chôn lấp và làm sạch môi trường nước. Trong đó, nhiều nhất là hồ Hòa Phú, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích làm rõ nguyên nhân. Lượng cá chết tại hồ Hòa Phú và kênh Đa Cô là 6.6 tấn thưa quý vị sở y tế thành phố sài gòn cho hay tại thành phố này có tới hàng chục người sử dụng chứng chỉ hành nghề y giả mạo theo sở y tế thành phố sài gòn thì tất cả các trường hợp phát hiện sử dụng chứng chỉ hành nghề khám và chữa bệnh giả đã được chuyển đến công an để điều tra cũng như xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật mới đây sở y tế thành phố sài gòn cho biết rằng chỉ riêng trong hai năm gần nhất thì cơ quan này đã phát hiện tới 25 trường hợp sử dụng các chứng chỉ hành nghề khám và chữa bệnh giả mạo. Các trường hợp này được phát hiện qua việc ghi danh hành nghề, trong đó có 3 trường hợp, rồi qua việc xác minh hành nghề theo yêu cầu của Sở Y tế của các tỉnh thành, trong đó có 14 trường hợp. Với yêu cầu xác minh từ văn phòng công chúng, phát hiện ra một trường hợp và qua việc phản ánh của người dân có 7 trường hợp. Tất cả các trường hợp nói trên đã được cơ quan y tế chuyển tới cho công an để điều tra và xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, ban thanh tra của Sở Y tế Thành phố Sài Gòn đã kiểm tra và xử phạt 21 cơ sở nha khoa hành nghề trái phép hoặc là vi phạm các quy định về hành nghề. Trong đó có hành vi vắng mặt của các dược sĩ phụ trách chuyên môn trong thời gian hoạt động của các tiệm thuốc tây tuy nhiên ban thanh tra chưa có đủ bằng chứng để xác lập hành vi vi phạm về việc thuê hoặc là mượn chứng chỉ hành nghề y dược. thống kê cho thấy thành phố sài gòn có hơn 1.800 phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt và hơn 7.000 nhà thuốc tây. việc kiểm tra tuân thủ các quy định pháp luật trong hành nghề y dược tư nhân thuộc trách nhiệm của các phòng y tế quận huyện và ban thanh tra của sở y tế. Do đó, Sở Y tế thành phố Sài Gòn đề nghị các địa phương khác khi cần xác minh các chứng chỉ hành nghề y dược do Sài Gòn cấp phát có thể truy cập vào trang web như sau: thông tin medinet org vn và tra cứu dược khám bệnh gov vn trong khi chờ đợi các giải pháp mang tính đồng bộ, thì Sở Y tế thành phố Sài Gòn kêu gọi người dân hãy phản ánh trực tiếp về thanh tra Sở Y tế qua ứng dụng y tế trực tuyến và số điện thoại với đường dây nóng của ban thanh tra sở y tế khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mua bán hoặc là cho thuê chứng chỉ hành nghề trong ngành y dược. Việt Nam nhận lại pho tượng nữ thần yoga quý hiếm đã bị đánh cắp Mới đây tại London đã diễn ra buổi lễ tiếp nhận bức tượng đồng nữ thần Durga bốn tay, có niên đại từ thế kỷ thứ bảy với chiều dài khoảng 2 m và nặng là khoảng 250 kg từ một gia đình của nhà buôn cổ vật bất hợp pháp người Anh quốc là ông Douglas Ladford. Bức tượng được UNESCO công nhận là di sản của thế giới, đã bị đánh cắp vào năm 2008 tại Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là thành quả sau quá trình điều tra trong thời gian dài của Văn phòng Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của Mỹ, gọi tắt là HSI. Đối với nhà buôn Douglas Lasford, trong nỗ lực chống buôn bán bất hợp pháp các cổ vật, cũng như sự phối hợp tích cực giữa HSI với cảnh sát London để trao trả cổ vật cho quốc gia bị đánh cắp. Tham dự buổi tiếp nhận, đại diện phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh là Nguyễn Hoàng Long, về phía của Mỹ thì có đặc vụ JP Lapat, đặc vụ Robert Mancini thuộc HSI và ông Tim Hamker, đại diện của HSI thuộc Đại sứ quán của Mỹ tại Anh Quốc. Trước đó, Bộ Tư pháp của Mỹ đăng thông cáo giải quyết vụ kiện dân sự. Tịch thu 12 triệu Mỹ Kim từ việc bán cổ vật Đông Nam Á đã bị nhà buôn cổ vật Douglas Lasford đánh cắp. Sau khi ông Lasford qua đời vào năm 2020, thì người con gái của ông là bà Julia Koplastin được thừa kế từ người cha của mình hơn 125 bức tượng, di vật bằng vàng mà chính quyền cáo buộc là đã đánh cắp từ Campuchia cũng như tiền bạc. Trong thỏa thuận, dàn sách vụ kiện thì bà Koplastin đã đồng ý trả lại 12 triệu Mỹ Kim, cũng như đồng ý giao bức tượng đồng nữ thần Durga được cha của mình mua bằng tiền bất hợp pháp hiện đang lưu giữ tại Anh Quốc. Theo thông tin của trạc vụ JP Labatch, tại buổi lễ, thì dựa trên tài liệu thu hồi đưa các nhóm đánh cắp và buôn lậu cổ vật. Ban đầu thì bức tượng nữ thần Durga từng được giao bán cho một người mua ở Mỹ với giá là 20 triệu Mỹ Kim, nhưng sau đó không thành công do người mua rút lại thỏa thuận. Sau nhiều năm sau đó, thì giới buôn lậu cổ vật tại Anh Quốc đã đưa giá trị của bức tượng lên tới là 35 triệu Mỹ Kim trên thị trường của chợ đen đặc vụ Labatt cho rằng đây là bức tượng rất hiếm và rất có giá trị, với niên đại trên 1.300 năm, cần được bảo quản, lưu trữ thật đặc biệt. Bức tượng đồng hiện được đang bảo quản trong phòng đặc chủng tại London và trong trạng thái tương đối hoàn chỉnh nếu như quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài thưa quý vị. Và đó là phần tin Việt Nam. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.